Saucony chơi 21 Liệu đây có phải là đôi giày luyện tập hàng ngày tốt nhất của Saucony? Mình là Linh đến từ Happy Run Hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá Có điều gì mới trong đôi giày này của Saucony? Với cái tên Triumph chiến thắng thì đây là một trong những đôi giày mang lại thành công cho thương hiệu của Saucony. Có thể coi Triumph là dòng giày luyện tập hàng ngày tốt nhất của Saucony trong phiên bản mới này. Hãng đưa ra có một số, số cải tiến so với phiên bản trước đó. Về tổng thể mình đánh giá đây là một đôi giày luyện tập hàng ngày. Một đôi giày luyện tập hàng ngày sẽ phù hợp với các bài chạy tốc độ từ nhẹ nhàng đến trung bình và có thể bạn tham gia một chút liên quan đến tốc độ trong đôi giày này vì khả năng này của nó là khá là tốt. Đầu tiên về mặt cảm nhận khi mình đi vào đôi giày này so với đôi giày kia trước thì nó có gì khác biệt gì à, đầu tiên đi đôi giày này này đầu tiên nó cảm giác là khá là ôm mình nghĩ rằng đây là một đôi giày có thiết kế rất là ôm với phần gót và phần giữa thân này thiết kế rất ôm chân khi mình đi vào nó ôm chân rất là khít nhưng mà nó lại nở ra một chút ở phần nửa trên bàn nửa chân này tạo một cảm giác là tương đối thoải mái à, nửa trên bàn chân này thì mình nghĩ rằng nó khả năng phù hợp với người có bàn chân từ bàn chân hẹp đến bàn chân hơi rộng một chút. Tuy nhiên đối với số bạn có bàn chân bè thì có thể là nó nó vẫn có khả năng hơi kích. Nhưng đối với những người bàn chân tương đối thon như mình thì khoảng không gian bên trên khá là thoải mái. Thì khi đi vào bên trong đôi giày ấy, thì bạn thấy là cái lớp bên trong này cũng có một sự cải tiến rất là đáng kể so với phiên bản trước. Phần lưới này có được thiết kế lại hoàn toàn mang lại cảm giác là trông là gần sẽ khá là sang trọng. Và có một điều là hơi đặc biệt là bên trong ấy họ có một lớp lót bên trong một lớp, lớp bên trong rất là ôm cảm giác như một chiếc tất đấy nếu bạn chạy một cái cự ly mà tương đối ngắn ấy, thậm chí là bạn có thể đi không cần đi tất Ở trong này nó cũng cảm giác như một cái tất giúp bạn ôm chân sát bên trong thì đấy là một cảm giác khá là thú vị cho đôi giày này về phần ở trên thì đôi giày cũng có được sự thiết kế lại một chút về cách buộc dây giày, giày đối với phiên bản trước đó thì bạn thấy rằng là khi hãng đưa ra cái buộc dây giày, giày ở chỗ vị trí chỗ này tương đối là giữa chỗ này thì khi đó thì có hơi chút rắc rối đối với mình là khi nếu mình bóp rất là chặt ở vị trí này vào thì cảm giác là nó ôm chặt quá nhưng khi nới lỏng ở cái hai cái nút này thì lại cảm giác là đôi giày nó hơi lỏng quá sau khi đi chạy thì trong phiên bản mới này thì hãng có sự cải tiến là hãng một là coi ngắn cái dây lại hai là tụt vị trí giữa về sát vị trí là cuối gần gần cái lưỡi gà này thì làm cho việc cái buộc đôi giày ở đây nó cứ tương đối là giúp mình vừa có sự thoải mái vừa phải nhưng vẫn có khả năng siết chặt dây giày cái đế gà lưỡi cái, cái lưỡi gà này thì cũng là thiết kế rất là dày các bạn ạ cái thì cái rất là dày à, nó ôm chân nên là khi mình buộc dây dày nó khá là thoải mái có thể siết à, các cái mức độ khác nhau mà không tạo ra sự khó chịu mình chạy trên một số cái địa hình mà có sỏi đá thì có nguy cơ là bạn sẽ bị dắt trên sỏi vào đây do đó là đôi giày này cũng không khuyến nghị khi bạn đi lên trên những cái đường mà có có đá sỏi nó sẽ dễ khả năng bị kẹp vào đây về đôi giày này thì có chiều dốc là độ độ dốc là 10 mm giữa đế là 37 và phần trên sẽ là 27 mm thì phần đế với đế chênh độ chênh lệch là 10 mm thì thông thường sẽ hỗ trợ nhiều cho người tiếp tiếp gót và từ giữa bàn chân đến gót. Tuy nhiên là với cái thiết kế là có cái rãnh này à, cộng với độ lún của đồ giày khi đi đứng xuống ấy thì mình độ lún khá là lớn nên đôi khi là cảm giác của bạn là, đôi khi nó nhỏ hơn cảm giác là 10 mm chênh lệch. Về phần đế uh, Power bút này thì với độ dày 37 mm thì tạo một cảm giác rất là êm. Uh, độ nảy của đế này cũng khá là tốt độ hoàn trả của lực của đế khá là tốt, do đó là đế này đôi giày này thì hoàn toàn giúp bạn có khả năng chạy các bài tập là nhẹ nhàng, từ recovery chạy nhẹ nhàng và có thể tham gia tăng tốc ở một số bài tập hay là với cái đế đệm hoàn trả lực với cái đệm rất là dày như này thì cũng giúp bạn là dễ dàng hơn trong các bài chạy đường dài và với khả năng hoàn lực tốt thì nó cũng có thể là giúp bạn đoạn cuối bạn có thể tăng tốc lên một chút ở phần cuối của bài tập. Tuy nhiên với khả năng hoàn lực như này thì rõ ràng là đế này sẽ không nó sẽ không hoàn trả lực một cách tốt như cái đế Power BB được nằm trong cái phiên bản của Sony Speed và Sony Pro. Về cân nặng thì mình nghĩ rằng đây là một trong những đôi giày tương đối nhẹ để luyện tập hàng ngày. Nó nặng đâu đó khoảng 279 g đối với size 42,5. Về mức độ cân bằng thì như mình còn nói trước ý, thì đôi giày này tạo ra sự cảm giác ở được cân bằng tốt hơn so với đôi giày trước à, mình nghĩ là một trong những nguyên nhân cơ bản là do việc cách cách thiết kế có chút thay đổi là khi nó rất là ôm ở cuối và thay đổi về cấu trúc buộc dây giày phần trong thêm cái lớp mà đệm bên trong thì làm cho cái việc ôm giày và cảm giác nào nó đi gắn liền với bàn chân mình rất là sát nên là cảm giác nó đi rất là thật chân nên là nó tạo ra một cảm giác là cân bằng hơn khi mình mình chạy ngoài ra thì mình thấy rằng hãng có một số cái thêm một cái cải tiến nhỏ đó là mình có thêm một cái thay đổi cái móc ở phía cuối này cái móc này cũng rất là tiện à, khi bạn chạy về đôi giày bạn giặt chẳng hạn thì bạn dễ dàng treo nó lên với cuối cùng thì đôi giày này sẽ phù hợp với ai và dành cho ai mình nghĩ rằng đây là một trong những đôi giày phù hợp cho những bạn mà muốn có một đôi giày luyện tập hàng ngày muốn một đôi giày êm có độ đệm tối đa và nó phù hợp đối với cái bài chạy từ nhẹ nhàng đến trung bình và có thể có một chút tốc độ. Hãy ghé thăm Happy Run, nơi cung máy đo chân chuyên dụng sẽ giúp bạn lựa chọn một đôi giày phù hợp với kiểu bàn chân của mình. Hãy subscribe kênh của Linh để đừng bỏ lỡ video tiếp theo.